bà và anh chị em. Cứ mỗi dịp Giáng sinh về, chúng ta thường nghe lại bài hát Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho những người Chúa thương. Phải chăng đó là điệp khúc quen thuộc mà hầu hết tất cả chúng ta ai cũng thuộc ngầm lòng? Không những người Kitô hữu mà cả những người chưa cùng tôn giáo với chúng ta cùng thuộc lòng bài hát đó. Nhưng vấn đề đặt ra là câu điệp khúc đó có trở thành hiện thực trong cuộc sống đời thường của một người chúng ta hay không? Hay vẫn mãi mãi chỉ là những ước mơ hào huyền? Dạ xin thưa, vừa có là vừa không. 2000 năm trước đây vẫn thế và bây giờ cũng vẫn vậy. Bình an cho những ai đón nhận và bất an cho những kẻ ước từ. Bình an cho những ai đón nhận, như ba vua, như cả một đồng, những tâm hồn ngây thơ trong trắng, đơn sơ thánh thiền. Và bất an cho những người ước từ, như vua Hê-rô-đê, như dân thành Bê-lem, như những người có tâm địa độc ác, nhỏ nhen, ích kỷ. Bài tin mừng Thánh Gioan chúng ta vừa nghe hôm nay nói rõ ràng, ánh sáng đã chiếu soi trong đêm tối, nhưng đêm tối không tiếp nhận ánh sáng. Và vì không tiếp nhận ánh sáng, nên chúng ta vẫn mãi hoài ở trong bóng tối lầm than. Ai trong chúng ta học biết, ngôi đời là ánh sáng, là sự thật và là sự sống. Nên những ai tiếp nhận ánh sáng ấy thì mới có sự sống. Ngài đến để chiếu tỏ ánh sáng trong đêm tối, vì Ngài là cội nguồn của ánh sáng. Một thứ ánh sáng nhiều màu mà đáng lẽ ra mọi nền văn hóa, mọi ánh quang minh của luật pháp, của khoa học, của chính trị, của xã hội đều phải được soi dọi từ đó. Đúng như thế, ánh sáng của Thiên Chúa phải là chót đỉnh cần thiết để sáng tỏ và thẩm thấu tất cả mọi ngõ ngách, mọi vấn đề, mọi suy tư của con người trong khắp mọi thời đại. Thế nhưng tiếc thay, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn bóng tối hơn là ánh sáng. Vì sao? Thưa vì bóng tối nó dễ chiều hơn ánh sáng. Rất nhiều người trong chúng ta đã đồng loà với bóng tối, vì bóng tối che giấu được sự trần truồng ghê tởm của tội lỗi. Bóng tối ở ngoài ta, và nhất là bóng tối ở trong ta. Nói chung, chúng ta luôn luôn có một cuộc chiến gay gắt triền miên giữa ánh sáng và bóng tối. Luôn luôn có một cuộc chiến dai dẳng giữa cái thiền và cái ác. Luôn luôn có một sự giằng co quyết liệt giữa gian dối và sự thật. Có cuộc chiến nho nhỏ ngay trong chính bản thân mọi người. Có cuộc chiến ngấm ngầm ngay trong lòng xã hội. Có cuộc chiến tranh lạnh trên thương trường làm ăn, giành nhiệt khách hàng, hà giá mỏ hàng. Nhưng cuộc chiến đó không chỉ ở ngoài xã hội, mà đôi khi cả trong lòng giáo hội, quyền uy, phe cánh, lời lập, vân vân và vân vân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ánh sáng đã đến trong thế gian, ngôi lời đã đến trong nhà của Ngài, nhưng người nhà chẳng mấy ai đón tiếp Ngài. Vì thế mà bình an chẳng thấy và bất an thì tràn lan khắp mọi nơi, ngoài xã hội, trong gia đình hay nơi chính bản thân của mọi người chúng ta. Đúng như thế, đã hơn 2000 năm rồi, nhìn vào thực tế của nhân loại, đau khổ vẫn còn đó, chiến tranh vẫn còn đó, hận thù vẫn còn đó, chia rẽ vẫn còn đó, dịch bệnh vẫn còn đó. Vì sao thưa anh chị em? Kinh Thánh đã cho chúng ta câu trả lời rất rõ ràng. Nguyên nhân sâu xa nhất đã gây nên đau khổ, chiến tranh, hận thù, chia rẽ,
không phải là nghèo đói, bệnh tật tai ương, vì nó không nằm trên định nghĩa thể lý, tâm lý, kinh tế, xã hội. Mà nguyên nhân sâu xa nhất chính là vì nhân loại đã đẩy Thiên Chúa đi ra khỏi cuộc đời của mình. Và một khi con người cắt đứt mối tương quan của mình với Thiên Chúa là nguồn bình an, là nguồn hạnh phúc, thì con người chỉ còn lại sự bất an và đau khổ mà thôi. Cụ thể như anh chị em thấy, những ngày nay người ta không muốn dùng chữ Merry Christmas, nhưng họ muốn thay vào đó chữ gì? Happy Holiday. Vâng, một xã hội không có Thiên Chúa là một xã hội vô thần. Họ gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài lề xã hội. Họ không còn định hướng tối hậu cho cuộc sống. Họ không còn những chuẩn mực đạo đức cho con người. Vì thế họ lầm đường lạc lối, sa sút đạo đức, luân lý suy đồi. Một gia đình không có Thiên Chúa như là một con thuyền không có bánh lái. Họ chỉ biết chạy theo công việc, tôn thờ tiền bạc, sống buông thả theo bản năng, tìm đủ cách để vui chơi hưởng thụ, để rồi tình yêu vợ chồng nguội lạnh, đạo đức xuống cấp, con cái hư hỏng, hôn nhân rạn vỡ, vân vân và vân vân. Do đó Đức Giêsu còn phải tiếp tục nhập thể trên trái đất này cho đến tận thế. Nói cách khác, một phần của chúng ta là phải làm cho Chúa Giêsu hài lòng, được sinh ra ở đây hôm nay. Trong dòng văn hóa truyền thống của dân tộc, trong những biến chuyển của đất nước Hoa Kỳ, trong một thế giới luôn không ngừng thay đổi, bổn phận của mọi người chúng ta là phải mời Chúa vào lại trong các định chế của xã hội, mời Chúa vào lại trong các trường học, mời Chúa vào lại trong từng mỗi gia đình, và nhất là mời Chúa sinh ra trong tâm hồn của mọi người chúng ta hôm nay. Và có như thế việc đón mừng Chúa Giáng sinh mới thực sự có ý nghĩa. Có như thế việc đón mừng Chúa Giáng sinh mới thực sự đích lời. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy hình như lại hoàn toàn trái ngược với niềm tin của chúng ta. Như đã có lần kể với anh chị em, có một cụ già kia 97 tuổi, được coi là khá thành công trong cuộc đời, có nhiều cuộc gặp dư thừa, có cam đàn cháu đồng. Nhưng khi về già, có nhiều thời gian nhìn lại và suy gẫm cuộc đời, cụ mới ngầm ngùi kết luận, vất vả ngược xuôi cả cuộc đời cũng chẳng được gì. Tuy có cuộc ăn của đệ, nhưng nhìn lại con đàn cháu đồng thấy giật mình. Đứa thì gia đình tan nát, đứa thì công dân đổ vỡ, đứa thì xì ke ma túy, hầu hết con cháu đều xa Chúa. Không những con cái đã bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh, bỏ cầu nguyện, cố gắng khuyên lên bảo ban nhưng chẳng đứa nào chịu nghe cả. Nó cứ nghĩ rằng tất cả những vinh quang thành đạt là do khả năng và tài trí của nó làm ra. Chẳng biết sau này Chúa cho gặp lại được mấy đứa trên nước thiên đàng. Nhưng cũng may mắn cho cụ già đó, bởi vì cụ đã nhìn ra được bóng tối đang vây quanh gia đình cụ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ hoàn cảnh cụ già đó cũng đã hoàn cảnh của rất nhiều gia đình ở giữa chúng ta hôm nay. Khi được may mắn định cư nơi cường quốc, có nhiều cơ hội để thăng tiến bản thân, chúng ta đã lăn xả vào đời để kiếm tiền sinh sống. Chúng ta đã buông theo dòng chảy của vật chất để hưởng thụ mà không bao giờ chiều cân nhắc những thiệt hại của lối sống tư bản vật chất này. Nhiều cha mẹ không quản ngại hy sinh vất vả để cày 2-3 trọc trong một ngày, với hy vọng là cho con được tiến thân trong việc học hành, với hy vọng sau này nó sẽ được báo hiếu đền ơn. Nhưng mình đã từng thương yêu, như mình đã từng thương yêu và báo hiếu cha mẹ mình. Nhưng sau hơn 45 năm vật lộn với cuộc sống nó xử là quê người, giờ có thời gian nhìn lại những cố gắng của mình như cụ già trước đây, chắc nhiều người trong chúng ta cũng không khỏi giật mình.
gia đình có cuộc khải vật chất như thường, có xe hơi, có nhà lầu hai ba cái, có của dư của đề. Nhưng con cái thì xa Chúa và xa luôn cả chính cha mẹ mình hàng vàng dặm. Cha được vào nursing home, mẹ nằm chờ chết ở hospice. Chúng ta cũng chỉ được chạm miền thở thang như tù già, hy sinh vất vả cả đời để bây giờ mà chấp nhận một phần tài mà chẳng bao giờ mình mơ ước. Như thế vẫn làm đặt ra là gì? Và bây giờ phải làm thế nào để cứu chúng ta và cứu con cháu chúng ta ra khỏi vùng bóng tối sự chết đó? Xin thưa, là bởi vì chúng ta đã không để Thiên Chúa sinh ra trong tâm hồn của mình. Chúng ta đã không đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi sự. Chúng ta đã không xem Thiên Chúa là trung tâm điểm cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã quá coi trọng tiền của, nên đã đầu tư quá nhiều thời giờ vào việc kiếm tiền mà quên đi lời Chúa bảo trước: các con không thể làm tôi hai chủ, làm tôi cả Thiên Chúa, làm tôi là tiền tài. Chúng ta đã sao lãng trong việc trau dồi đời sống tâm linh mà chỉ chú trọng đến thức ăn uống của phần xác, quên đi lời Chúa bảo trước: người ta không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta đã chạy theo và thờ lạy như danh vọng, sắc dục, quyền bính, khoái lạc mà quên đi lời Chúa sự dạy ma quỷ: ngươi phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự. Anh chị em thân mến, Giáng sinh là mùa của niềm vui. Nhưng muốn được có niềm vui này, chúng ta phải biết đón nhận Ngài bằng đức tin. Đừng dừng lại chỉ ở những trang hoàng đẹp mắt. Đừng dừng lại ở những cuộc ngày múa đầy men say. Đừng dừng lại ở những bữa tiệc vui Giáng sinh thịnh soạn. Hãy dừng lại trước máng cỏ của Hài Nhi Giê-xu và dùng gặp bằng đức tin để chiêm ngưỡng và suy niệm trong lòng. Rồi từ đó, chúng ta mới nhận ra tình yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta, đến nỗi Ngài ban con một yêu dấu cho chúng ta. Rồi từ đó chúng ta sẽ nhận ra lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành con Thiên Chúa như Chúa Giê-xu và cùng với Chúa Giê-xu chia sẻ những sự sống thần linh của Chúa. Quả thật, có ích lời gì đâu cho chúng ta khi Chúa chỉ sinh ra trong hang lửa máng cỏ. Có ích lời gì đâu để Chúa không sinh ra trong hồn chúng ta, trong con tim chúng ta, nơi cuộc sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, giữa cộng đoàn của chúng ta. Hãy để Hài Nhi Giê-xu sinh ra trong lòng của chúng ta, và chỉ lúc đó chúng ta mới có được một niềm vui đích thực. Chỉ lúc đó chúng ta mới cảm nhận được sự bình an sâu thẳm tận cội lòng. Và rồi từ đó chúng ta mới có khả năng để chia sẻ niềm vui và bình an ấy cho những người chung quanh chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu hài lòng, giữa luồng gió rét của mùa đông đang tới, xin cho con gặp Chúa. Giữa những lâm đông và bấp bênh của phần người, xin cho con gần Chúa. Giữa những thử thách và hấp dẫn của dịch bệnh, xin cho con thấy Chúa luôn đồng hành và hiểu con. Lạy Chúa Giê-xu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa niềm lo hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời của con với bao nhiêu điều không vừa ý. Và cuối cùng, xin cho con giảm sống cho Chúa vì Chúa đã giảm sống cho con. Amen.